Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đới gió đông đang là hình thế chính gây mưa lớn tại miền Trung. Khu vực Quảng Trị mưa lớn khiến nước dâng cao tràn vào nhà của nhiều người dân tại thành phố Đông Hà. Ở các xã miền núi thì nhiều điểm ngầm tràn nước dâng cao, chảy xiết khiến giao thông tạm thời chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện thì hiện tại các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai lực lượng canh gác và bố trí barrier, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm tràn, bị chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm. Trong đêm nay và ngày mai khi nhiễu động gió đông mở rộng lên khu vực phía Bắc thì vùng tâm mưa cũng dịch chuyển theo. Khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Đà Nẵng cường độ mưa có xu hướng giảm. Các tỉnh Nam Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Bình trở thành vùng tâm mưa lớn với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến là từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Mưa còn duy trì nên khu vực vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn cần phải đề phòng với nguy cơ lũ quét và trượt lở đất. Còn về các sông ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này thì mực nước đỉnh lũ các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức là báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Các sông ở Quảng Trị thì dao động ở mức báo động 1. Có mưa nên mức nhiệt ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì ở ngưỡng thấp từ 27 đến 30 độ. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi là từ 29 cho tới 32 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao 32-33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng là nơi có mưa dông tập trung về chiều tối do nơi đây đang tồn tại một rãnh thấp mờ có trục vào khoảng 5 đến 7 độ vĩ Bắc gây mưa rào và dông rải rác vào chiều tối mai. Cục bộ có mưa lớn gây ngập úng. Ban ngày thì vẫn duy trì tình trạng nắng sớm với nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng 34 độ. Trở ra phía Bắc, dưới tác động của đới gió đông ẩm, từ đêm nay thì miền Bắc trời nhiều mây, mưa xuất hiện ở khu vực ven biển phía đông, sau mở rộng lên khu vực Trung Du rồi sáng mai và trưa mai thì lan sang cả khu vực vùng núi, do đó mà nhiệt độ ban ngày không cao. Trên biển, trên hầu khắp biển Đông bao gồm cả hai vùng biển là huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió có hướng đông bắc đến đông có cường độ phổ biến ở mức cấp 4 nên không gây biển động, thời tiết tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.